trong chiều nay, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã có buổi kiểm tra thực tế điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Và tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Biển quảng cáo to vượt quy định, che lấp toàn bộ mặt trước của quán. Lỗi vi phạm tương tự vi phạm tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Với con đường như thế này, chắc chắn xe cứu hỏa không thể tiếp cận được để chữa cháy. Nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy được chỉ ra tại quán hát này như thiếu hệ thống đèn thoát nạn tại cầu thang, chưa có hệ thống báo cháy tự động. Vâng, tại thời điểm mà chúng tôi vào kiểm tra quán hát này thì tình cờ chúng tôi phát hiện ra một phòng đang được tu sửa. Và ở đây thì quý vị có thể là nhìn thấy là các cái chất liệu ốp ở bên các vách tường thì đều là những chất liệu dễ cháy. Ở đây là gỗ ép. Và như này thì đã vi phạm rất là nghiêm trọng đến cái đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Dù có thể là bây giờ chúng ta chưa khẳng định đây có là phòng hát hay không, nhưng nếu về sau đây trở thành phòng hát thì sẽ là những ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết đây là lỗi vi phạm chủ yếu của những quán karaoke trên địa bàn Hà Nội, bởi đa phần các cơ sở này đều được cấp phép và thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước thời điểm thông tư 47 về phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an ra đời vào tháng 12 năm 2015. Với những tồn tại này, chủ cơ sở kinh doanh có thời gian 24 tháng để khắc phục, nâng cấp đủ điều kiện đáp ứng thông tư số 47, tức là đến hết mùng 4 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, trong 24 tháng này, người đứng đầu cơ sở vẫn phải thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cảnh sát phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi cơ sở hoạt động. Thì đối với các cơ sở này hiện tại theo ứng chiếu theo thông tư 47 thì nó chưa đạt được cái yêu cầu theo cái nội dung của thông tư. Thì cảnh sát phòng cháy cháy thành phố đã có cái chỉ đạo toàn bộ với lực lượng cảnh sát phòng cháy, lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, tổ chức điều tra cơ bản, rà soát lại toàn bộ các cái cơ sở này ngay từ khi mà thông tư 47 có hiệu lực. Và chúng tôi đã có cái hướng dẫn các cái cơ sở phải có những cái biện pháp, giải pháp và có cái lộ trình để thực hiện theo đúng các cái quy định của thông tư 47. Và đến thời điểm đó mà đáp ứng được yêu cầu của thông tư 47 thì các cái cơ sở này mới được tiếp tục hoạt động. Không đảm bảo thì tùy theo mức độ mà phải đình chỉ hoặc là tạm đình chỉ để khắc phục các cái điều kiện mà không đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ. Và về vấn đề này thì chúng tôi thấy rằng là cũng mong muốn là tất cả đấy, các cái cấp vừa ủy đảng, chính quyền từ thành phố cho đến quận huyện, phường xã, người dân và đặc biệt là chủ cơ sở phải vào cuộc và phải thực hiện theo đúng các cái quy định của pháp luật. Sau vụ cháy thương tâm khiến 13 người thiệt mạng tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, những chỉ đạo quyết liệt trong công tác rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội đang được đồng loạt thực hiện ở nhiều cấp, nhiều ngành. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh karaoke nói riêng hay đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung, chắc chắn cần có sự vào cuộc đồng bộ và lâu dài. Chí ít trong lần này, tín hiệu mừng là những chiếc thang thoát nạn hay những chiếc thang dây đã được lắp mới.